Con nếu con giữ giới được 1 tháng á, thì con sẽ được gặp người đó. Nhưng mà trong quá trình con giữ giới, con phát hiện ra là khi con càng giữ giới thì con lại phát hiện là giới của Thế Tôn càng rộng hơn. Cho nên là con thấy mình giữ chưa được. Vậy là hơn 2 tháng con không dám gặp người đó nữa. Dạ con không có rõ về cái sự Ok, việc rất này. là tốt. Và con quyết định không gặp luôn cả đời không? Nếu như vậy là con đang thấy giới của Thế Tôn càng ngày càng quý đó. Và làm sao đó đừng gặp luôn người đó đi. Người đó đi. Và người đó đã gặp con ở trong giới rồi đấy. Bởi vì gặp người đó thì người đó cũng chỉ nói với con là giới Thế Tôn như vậy nên giữ mà thôi. Và xin nói với quý vị, người đó chính là Thầy. Em đã muốn lên gặp Thầy và em nó muốn nói là làm sao con giữ được cái giới này, sao con theo Phật mà con thấy con không chiến thắng nổi mình. Thầy ơi, con muốn quy y Tam Bảo. Thầy mới nói con hãy về giữ giới thanh tịnh 1 tháng thôi, lên lại gặp Thầy, đừng có gặp Thầy luôn cả đời con. Bởi vì con thấy giới Thế Tôn tuyệt vời quá, càng giữ càng thấy khiếm khuyết, và Thầy đã gặp con, và Thế Tôn đang đi vào trong con đã gặp Ngài rồi, vì con giữ được những gì mà Ngài nói.